Thưa sư, người Phật tử cư sĩ nên làm những công việc gì để có thể nuôi mạng chân chánh mà vẫn không phạm năm giới? Trong kinh bài giảng kinh Mangala Sutta đấy, cái loạt bài giảng đó quý vị có thể xem lại trong danh sách pháp của sư ha, bài giảng kinh hạnh phúc. Thì trong đó có một cái câu như thế này, đó là làm những việc thủ công là hạnh phúc cao thượng. Bởi vì đó, những cái việc thủ công ấy thì nó không ảnh hưởng, theo chú giải nha, thì những việc thủ công nó không ảnh hưởng đến cái chúng sanh khác, ví dụ như đàn lát mày vá, hoặc là như trong kinh ấy, trường hợp một cái người thợ làm gốm. Thì người này đi ra ngoài bờ sông và hốt những cái đất sét mà con này con kia nó đùng lên ấy, vị này gom về, chứ vị này không không có đào đất nữa, vị này gom về rồi vị này làm đất sét, làm những cái món này món kia đó, rồi đem bán để mà nuôi cha mẹ. Thì một cái gợi ý của sư đó là những cái nghề thủ công thì nó sẽ không ảnh hưởng đến chúng sanh khác. Còn những cái nghề khác á, thì nói gì thì nói thì nó cũng khó. Bởi vì khó mà giữ gìn được năm giới khi mà mình làm một cái nghề nào đó. Sư lấy ví dụ như làm bác sĩ, thì trong cái giai đoạn mà học ấy thì cũng sát sanh, cũng mổ xẻ cái con này con kia, nó cũng khó. Hoặc là cái một cái người mà làm nghề marketing thì họ cũng rất khó để mà họ nói thiệt, tại vì quý vị biết rồi, làm cái nghề quảng cáo marketing mà nói thiệt thì ai đâu mà mua đấy. Rồi nếu mà làm cái nghề nghệ thuật thì lại rất dễ tạo cái nghiệp, như là trong kinh nói, ví dụ như mình tạo ra những tác phẩm mà nó kích thích cái lòng tham của người khác, hoặc là tạo những tác phẩm mà kích thích cái tâm sân, cái tâm bất mãn của người khác. Ví dụ như sẽ lấy ví dụ ha, một người họa sĩ, nếu mà họ vẽ một bức tranh mà ví dụ như một bức tranh người cô gái đẹp đi chẳng hạn, như vậy thì có thể nó sẽ kích thích cái lòng tham của người khác, thì như vậy nó cũng không có nên. Hoặc là một người ca sĩ mà ca những cái ca từ mà nó kích thích cái lòng tham của người khác, hoặc là kích thích cái sự bất mãn, cái lòng sân của người khác, thì nó cũng có thể là nó tạo nghiệp. Tuy nhiên ấy, nói một cách nó rộng mở hơn cho quý vị, tức là chúng ta chỉ cần làm cái nghề gì ha, mà nó không phạm năm giới là được rồi. Hoặc là mình cứ làm cái công việc của mình, cứ làm công việc của mình mà miễn sao mình vẫn giữ được năm giới được rồi. Xin lấy ví dụ như quý vị vẫn có thể làm họa sĩ, nhưng mà miễn làm sao đó quý vị giữ được năm giới là được rồi. Ngoài ra thì mình tránh những cái nghề mà nó tàn hại đến chúng sanh khác. Ví dụ như chúng ta làm ăn gian dối mà nó ảnh hưởng đến chúng sanh khác. Ví dụ chẳng hạn như là buôn ma túy, buôn thịt, rồi buôn vũ khí, hoặc ấy, là mình mua một cái đồ mà nó mua bán gian dối, thì những cái trường hợp đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái quyền lợi và hạnh phúc của chúng sanh khác, thì mình nên tránh đi. À, như vậy là được rồi. Còn nếu mà quý vị muốn mà sư kể một cái nghề nghiệp cụ thể nào đó, thì sư chỉ có thể nói là những cái nghề thủ công, thì trong kinh nó nói là nó ít ảnh hưởng
đến chúng sanh khác.